Anh ấy cũng bị bệnh thế rất nhỏ. Cô là thật tâm thật ý giúp đỡ cho con trận. Người nào đó chắc chắn là lợi thư sẽ hiểu được tấm lòng của cô. Chị ấy cũng cảm tạ em sao cũng được, ghét em cũng được, đó là quyền tự do của chị ấy. Miễn sao những chuyện mình đã làm, mình nhận thấy nên làm là được rồi. Lúc còn ở nước ngoài, em thường hay nghe người ta nói nhiều người chơi cổ phiếu bị thua đến nỗi phải tự sát. Em rất sợ anh của em chơi quá lố. Tuyết Liên, nếu có cơ hội thì cũng nên khuyên anh ấy kiếm đủ rồi thì nghỉ. Chỉ trong khi chơi cổ phiếu đưa đến như vậy sao? Nhưng tôi thấy anh Trinh và ba của tôi, hai người đã tỉnh dậy. Tôi thấy họ không có lo lắng chút nào hết. Chơi cổ phiếu cũng giống như đánh bài vậy, chỉ sợ là quá tự phụ mà quên cả lối về. Nhưng mà anh của em, nếu như dùng tiền của mình để chơi thì cũng được đi. Em chỉ sợ là anh ấy lấy tiền gửi ra chơi thôi. Nhưng mà ấy sẽ nói sao với cổ đông khác đi chứ? Vậy tôi sẽ khuyên lại, bỏ tiền cổ phiếu đi. Chứ được lão học tổ của con thì biết cái gì.